Sáng ngày 14 tháng 4, Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7, họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Các đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Giang Bắc, ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì kỳ họp. Sự kỳ họp có đồng chí Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ huyện ủy. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ông, bà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, thủ trưởng các cơ quan liên quan. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện họp để xem xét thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về một số vấn đề quan trọng. Để kỳ họp lần này đảm bảo tốt các yêu cầu, mục tiêu đề ra, đồng chí bí thư huyện ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Xuân Quang đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí lực nghiên cứu sâu, thảo luận, đóng góp ý kiến xác đáng vào các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện để Hội đồng Nhân dân huyện xem xét, quyết nghị thông qua bảo đảm chất lượng, khả thi, có phần quan trọng vào thành công của kỳ họp, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong những năm tiếp theo. Tại kỳ họp, 100% các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khẳng định, việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để thực hiện quy trình, thủ tục triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành chỉ tiêu đầu tư công năm 2022 của huyện. Để thực hiện các nghị quyết được thông qua, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện các vị đại biểu hội đồng nhân dân huyện cần tập trung xây dựng kế hoạch quyết liệt chỉ đạo triển khai tăng cường hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết mà hội đồng nhân dân huyện đã thông qua đảm bảo chất lượng hiệu quả